Xin chào tất cả quý vị khán giả của Hưng đang sinh sống tại Korea và tại Việt Nam. Ngày 7 tháng 5 sắp tới đây, Hưng có một live show đầu tiên tại thành phố Daegu vào ngày 7 tháng 5 nhé. Thành phố Daegu lúc 1 giờ trưa, Hưng sẽ mang cả vũ đoàn bước nhảy của Hưng sang nè, có cả khách mời đặc biệt là Thu Hằng này, rồi chàng trai hot boy đang rất hot trên mạng là Hồ Việt Trung, cả ca sĩ Quang Toàn sẽ đến trình diễn một show diễn một ngày thật sống động lúc 1 giờ trưa tại thành phố Daegu. Các bạn nhớ mua vé nhé. Đêm đó sẽ bùng cháy khoảng 30 bài hát, nếu mà sung là 40 bài luôn. Rất mong các bạn sẽ đến và chia sẻ cùng với Hưng. Thật là vui, thật là tưng, một show duy nhất thôi. Còn khán giả Việt Nam, nếu muốn đi cùng Hưng, hãy sẵn sàng đặt vé và đặt tour nhanh lên nhé. Ngày 7 tháng 5, ngày 5 Hưng lên đường, chúng ta sẽ chơi tại thành phố Busan trước. Sau ngày hôm sau, sẽ đến thẳng Daegu tập chương trình và lưu diễn tại đó. Ngày 8 ở lại, chơi một lần nữa, chụp hình tất cả mọi nơi xinh đẹp nhất và ngày 9 quay về Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả và các bạn, nhất là các bạn đang sinh sống tại Hàn Quốc, thành phố Daegu.